đều là những nhân vật thuộc hàng nhất lưu. Như Bồ Tát Phổ Hiền đều là Bồ Tát Phổ Hiền tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Pháp Hưng Đại Sĩ, họ lấy những quả Phật Phổ Hiền thành phố. Quả Phật đó như thế nào? Sơ tiểu Bồ Tát